Chào anh em. Hôm nay mình về cái bơm hơi Milwaukee, mã của máy là 2475 gạch 20, là cái thân máy hàng Mỹ về, mới chăm chăm. Rất là gọn nhẹ. Cái con này thì nó bơm được là 120 bát. Rồi là thông số này anh em 120 bar SI 8.27 bar và 827 K bra. Rồi ok thì mình sẽ mở lên cho anh em xem. Nó sử dụng pin 12V. Cái này mình gắn sẵn cái pin 12V. Đó. Dây của nó rất là chắc chắn, cầm rất là êm tay. Nè. Đó, thì ở bên Mỹ họ họ dùng để bơm xe hơi trong gia đình, xe hơi hay xe bán tải gì đó. Rồi mình khởi động lên. Bao pin. Đó, bao pin. Đó, và khi mà nó đi kèm á thì nó có đầu bơm banh này. Đầu xịt này, đầu chuyển. Rồi khi mình bơm á, thì mình set nó lên lên đúng cái BSI của mình yêu cầu. Ví dụ cái xe của xe xe máy thì 40 thôi, 40 thì nó đủ rồi. Cái này lên tới 120. 120. Rồi mình hạ xuống là 40, là cái xe máy của mình là cứng rồi. Thì khi mà nó đúng tới 40 á thì nó tự tắt. Rồi, 40. Rồi ok. Thì mình sẽ bơm cái xe máy đi cho anh em xem. Anh em cảm nhận nha. Rồi, cái này là cái bơm. Mình sẽ bơm cho anh em xem. Đó, tháo ra. Xả nha anh em. Rồi, này. Bánh xe rất là mềm. Đấy. Mình sẽ gài vào. Rồi, chỉ cần bấm. Lúc 40 thì cái bơm nó tự tắt ha anh em ha. Rồi mình sẽ gõ cho anh em xem cái bánh xe hơi. Rất là cứng nha anh em. Đây. Ơi, cảm ơn anh em. Thì anh em có nhu cầu liên hệ 0903 397180. Shop Con Pin Tùng Tùng. Đó, theo dõi những cái video mới độc lạ hơn. Anh em nhớ subscribe cho Tùng nha. Rồi, cảm ơn nhiều.